Tác phẩm nhiếp ảnh di động xuất sắc nhất. Từ khi ra đời, giải thưởng NEXT IMAGE khuyến khích việc khám phá những khả năng của nhiếp ảnh trên di động nhằm thể hiện trải nghiệm, quan sát, suy nghĩ của con người về cuộc sống, qua đó, đưa nghệ thuật nhiếp ảnh đến gần hơn với người dùng smartphone. Vùng đất nghệ thuật của những tác phẩm nhiếp ảnh trên smartphone Giải thưởng NEXT IMAGE do Huawei khởi xướng từ năm 2017 đưa người dùng smartphone đến với hành trình khám phá khả năng của chính mình trong thế giới nhiếp ảnh số hiện đại. Theo đó, người dùng di động trên toàn thế giới có thể sử dụng bất kỳ model nào của điện thoại Huawei để thực hiện bài thi. Sự hợp tác giữa Huawei và Leica trong việc đưa các tính năng của máy ảnh chuyên nghiệp vào ứng dụng cho camera điện thoại đã trở thành một cột mốc quan trọng đánh dấu thời kỳ nở rộ của lĩnh vực nhiếp ảnh di động. Vì vậy, khái niệm NEXT IMAGE mà Huawei đưa ra không chỉ làm nổi bật tinh thần đổi mới trong thói quen chụp ảnh mà còn cho thấy những thành tựu trong nỗ lực biến camera của điện thoại thông minh thành công cụ tái hiện thế giới xung quanh và thể hiện con mắt nghệ thuật của mỗi cá nhân. Chia sẻ niềm vui, cảm xúc cuộc sống cùng nhấp ảnh di động. Không ngừng khuyến khích người dùng di động tham gia khám phá, thể hiện và chia sẻ niềm vui cuộc sống thông qua ống kính độc đáo của Leica trên điện thoại Huawei. Giải thưởng NEXT, IMAGE cũng là đại diện cho cam kết từ Huawei trong việc cung cấp các công cụ chất lượng cao giúp tạo ra những tác phẩm nhiếp ảnh mang đậm tính chất next image. Bài tham dự giải thưởng NEXT, IMAGE 2019 sẽ được hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh đánh giá theo 6 hạng mục bao gồm Thăng Emotion tác dành cho tác phẩm tập trung thể hiện màu sắc cảm xúc, Hello, Life tái hiện những khoảnh khắc cuộc sống mỗi ngày, Face tìm kiếm những hình ảnh chân dung độc đáo, sáng tạo và sinh động nhất. Going The Distance ghi dấu hành trình du lịch, khám phá những địa điểm mới, live nào là các đoạn phim ngắn, thời lượng tối đa 30 giây, được thực hiện bởi chính những người dùng di động và storyboard thông qua 9 khung hình để kể lại một câu chuyện, cảm xúc hay những ý tưởng sáng tạo. Đặc biệt, sự xuất hiện của chiếc flagshiphua -E ip 30 pzo sẽ một yếu tố hứa hẹn tạo đột phá cho những tác phẩm tham gia giải thưởng NEXT-IMAGE năm 2019 với hệ thống 4 camera Leica gồm ống kính super zoom, camera chính siêu cảm biến 40MP, ống kính góc siêu rộng 20MP, và một camera TOF HUAVKE, HUAVKE P30PZO cung cấp cho người dùng di động mọi công cụ chất lượng phục vụ cho nhu cầu nhiếp ảnh như độ nhạy sáng cao, tính năng chống zoom AIS và OIS, góc chụp rộng, tính năng chụp macro, super, zoom và lâu, LIGHT, nhờ đó giúp họ tái hiện mọi khoảnh khắc cuộc sống xung quanh một cách trọn vẹn, sáng tạo đậm chất riêng trong những bức ảnh trên đoạn video dự thi của mình. Tất cả bài dự thi sẽ được Huawei tiếp nhận thông qua kênh duy nhất là trang web chính thức của chương trình, HTTPS, trên trên Gallery, Consumer Huawei Com trên Việt Nam và thời hạn cuối cùng để gửi tác phẩm tham dự NEXT IMAGE 2019 là 22 giờ giờ ngày 31 tháng 7 năm 2019 theo giờ Việt Nam. Kết thúc cuộc thi Giải thưởng lớn của NEXT IMAGE sẽ được trao cho người xuất sắc nhất trong số 6 người đứng đầu ở từng hạng mục. Phần thưởng cho người giành được giải thưởng lớn nhất là 20.000 đô la Mỹ tiền mặt, một điện thoại HUAWEI P30 pzo cùng với huy chương và trên hoặc giấy chứng nhận. 5 người còn lại trong nhóm những người đứng đầu từng hạng mục sẽ giành được phần thưởng tiền mặt trị giá 5.000 đô la Mỹ, một điện thoại thông minh HUAWEI P30 Pro cùng huy chương và trên hoặc giấy chứng nhận. Ngoài ra, 6 người chiến thắng ở từng hạng mục sẽ có cơ hội tham gia triển lãm ảnh Paris Photo 2019 tại Pháp. Bên cạnh đó, cũng sẽ có 50 giải Á quân với phần thưởng là một chiếc điện thoại HUA-EIP30 PZO. Thông tin chi tiết về cuộc thi được cập nhật tại HTTPS trên trên Gallery, Consumer UAway com trên Việt Nam. SC